Dinh Lê, xoài non nói về tin sống chung. Dinh Lê, xoài non hiện sống cùng tòa nhà nhưng khác tầng. Họ thường nấu ăn chung vào dịp cuối tuần. Trong livestream mới đây, xoài non tiết lộ thích Dinh Lê từ năm lớp 5. Cụ thể, khi phát nhạc của Dinh Lê, một khán giả hỏi xoài non có thích bài nhạc không? Hoger trả lời, mình thích người hát. Mình thần tượng từ đợt lớp 5, lớp 6, lâu lắm rồi. Thời gian qua, hai người có nhiều livestream với nhau. Cũng trong livestream, hai người có nhiều hành động, cử chỉ thân mật như nắm tay, đút thức ăn. Xoài non thậm chí nói, mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em khiến Dinh Lê giật mình. Sau đó, Dinh Lê cũng gọi xoài non là vợ. Ngoài ra khi có khán giả bình luận hai người sống chung nhà, xoài non phản bác, gì vậy? Cùng nhà hồi nào? Trong khi đó, Dinh Lê cho biết hai người sống chung tòa nhà. Dinh Lê ở tầng trên còn xoài non ở tầng dưới. Hai người thường gặp nhau ăn uống vào dịp cuối tuần. Chuyện tình cảm của xoài non và Dinh Lê là tâm điểm được chú ý suốt thời gian qua. Trước đó, họ lộ video thân mật, thậm chí hôn môi, nhưng cả hai vẫn giữ im lặng. Mối quan hệ giữa xoài non và Dinh Lê được chú ý từ đầu tháng 7 khi hai người xuất hiện cùng nhau. Kể từ đó, lượng fan chung ủng hộ hai người ngày càng đông đảo. Vào tháng 7, xoài non đăng ảnh chụp hậu trường một buổi làm việc của cô với Dinh Lê. Trong ảnh, xoài non cùng một đồng nghiệp khác tặng bánh kem để chúc mừng sinh nhật Dinh Lê. Kèm theo loạt ảnh, xoài non viết, đi live mà được ăn sinh nhật ké. Chúc mừng hàng xóm, phiên live đầu tiên thành công tốt đẹp quá. Xoài non, tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và xuất hiện trong một số sản phẩm âm nhạc. Cô có nhan sắc nổi bật, vẻ đẹp ngọt ngào. Cô và xem xét có đám cưới xa hoa vào tháng 11 năm 2020 sau nhiều năm hẹn hò. Tuy nhiên, từ tháng 5, hai người lộ dấu hiệu rạn nứt. Sau nhiều đồn đoán, tới ngày 16 tháng 6, cả xoài non và xem xét lên tiếng xác nhận đường ai nấy đi.